Chào mừng quý chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Hôm nay thì bên em về thêm một chiếc xe chắc là rẻ nhất thị trường trong một cái phân khúc xe 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Nhật anh chị nhé. Đó chính là chiếc Etiga, xe được sản xuất vào năm 2019, một chủ từ đầu và đi được hơn 8 vạn km rồi. Chiếc xe này thì bác chủ vừa thay một dàn lốp mới tinh và đặc biệt đó là xe được độ full đồ rồi. Độ full đồ anh chị nhá, anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Một chiếc xe trang bị động cơ 1.5 lít cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu này, đến từ thương hiệu Suzuki. Suzuki Etiga số sàn, sản xuất vào năm 2019. Xe thì còn rất là đẹp. Đây là cụm đèn trước của xe này. Mặc dù là phân khúc xe 7 chỗ giá rẻ nhưng cụm đèn trước của xe đã được lên đèn bóng chiếu projector rồi. Và vỏ đèn của nó còn zin, thế nên là còn rất là trong. Và xe thì đã được trang bị đèn gầm, đèn bi rồi nhé anh chị nhé. Và đặc biệt anh chị nhìn ở đây, đó là có trang bị cam trước này và cam lề nữa. Anh chị có thể thấy ở dưới cái gương chiếu hậu ngoài kia, tức là xe đã được trang bị cam 360 đầy đủ rồi. Một chiếc xe mà bác chủ cũng rất chịu đầu tư cho xe của mình. Lại được ngoại thất màu trắng nữa. Một dàn lốp vừa mới thay, vẫn còn rất là mới, rất là mới anh chị ạ. Vành thiết kế đa chấu này. Đấy, củ phanh thì còn sáng, vành thì hơi xước tí thôi. Đấy. 7 chỗ ngồi và đây. Đó là có cam lề, cam trước đầy đủ rồi. Gương chiếu hậu ngoài tích hợp xi nhan. Và bác chủ thì đã lắp thêm hõm chống xước tay cửa này. Về mưa đầy đủ hết rồi và dán phim cách nhiệt rồi. Phía sau xe thì có trang bị đuôi gió nhá. Đây một dàn lốp theo xe. Một dàn lốp vừa mới thay thôi. Xe đi được hơn 8 vạn km rồi. Đấy, một chủ từ đầu anh chị nhá. Đấy, lốp rất là dày luôn. Một chiếc xe này là anh chị đã lợi thế được ngay dàn lốp rồi. Đây là thiết kế phía sau của xe này. Đấy, anh chị thấy bác chủ có chịu khó đầu tư không ạ? Lắp nipo nhá. Nhìn cái phần đuôi xe nó rất là khỏe luôn. Etiga. Và đây là cụm đèn sau này. Còn zin luôn ạ. Cái cụm đèn sau này thì rất khá là giống với lại Xpander 2022-2023. Vỏ đèn zin hết nhá. Đấy ạ. Rất là trong. Đây. Vỏ đèn zin hết này. Một dòng xe 7 chỗ ngồi với cái tầm tiền 2019 mà nó chưa đến 400 triệu đâu anh chị ạ. Đây là phía sau xe này. Xe 7 chỗ ngồi nhá. Trần nỉ nguyên bản của xe này và xe được trang bị hai dàn lạnh. Có cửa gió và có thể điều chỉnh cái tốc độ quạt gió ở hàng ghế thứ hai. Đấy, ghế da đầy đủ rồi. Phía sau xe thì bác chủ cũng trang bị chống xước này, ổ khóa zin nhé. Lòng cốp và phía dưới này thì có thể để được khá là nhiều đồ. Nhựa phía sau xe thì vẫn còn khá là đẹp, một vài vết xước nhỏ nhỏ thôi. Ốc cốp sau này nguyên zin. Ốc cốp sau đây ạ, nguyên zin. Đấy, và đặc biệt đó là chiếc xe này một chủ từ đầu biển Hải Dương. Anh chị có thể thấy đó là Hải Dương chúng em thì nó không gần biển và cũng không đồi núi gì. Thế nên là những cái phần lòng sơn và đặc biệt đó là xe sơn màu trắng này, nó không bị ố, không bị ngả màu nhá. Đấy. Đèn zin hết, thế nên là anh chị cực kỳ là phải an tâm. Rồi, em sẽ quay gầm một chút này. Gầm xe đây anh chị ơi. Bô thì rất là sáng rồi. Lốp dự phòng thì lốp theo xe. Lốp dự phòng thì chưa hạ lần nào đâu anh chị ạ. Đấy, gầm rất đẹp nhá. Anh chị hoàn toàn là an tâm về chiếc gầm xe của chiếc xe này. Đấy. Ổ khóa này. Mới không ạ? Rất mới nhá, nguyên zin. Đấy.
7 chỗ ngồi mà đời cao 2019 thì thực sự là rất khó để tìm được một chiếc xe mà chưa đến 400 triệu. Anh chị có thể đi gia đình đông người thoải mái, hoặc có thể là kết hợp chạy dịch vụ nếu mà anh chị có cái tầm tài chính đầu tư nó hơi hạn hẹp một chút. Đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Đấy, tất cả những cái phần đường giáp nối này rất là khít nha anh chị nhá. Đấy, một dàn lốp đẹp lắm, lốp mít luôn. Trang bị full đồ rồi, màn Android cam 360 đầy đủ hết. Lại có trầm giếc đầy đủ nha anh chị nhá. Đây, cam nè này. Đấy, VVTi. Đây, cụm đèn trước bên này cũng vậy này. Thực ra Etiga là thiết kế là em đánh giá là cũng là khá là đẹp mắt anh chị ạ. Đấy, cụm đèn trước của nó này. Đèn gầm siêu sáng đầy đủ rồi. Vành thiết kế đa chấu này, rất là khỏe luôn. Củ phanh thì sáng này. Đấy. Và lốp thì một dàn lốp đều là đế 2022 hết. Còn rất là dày. Đây, thiết kế tổng thể ngoại thất đây cũng rất là đẹp, rất là đẹp. Mà dòng Suzuki thì anh chị biết rồi, nó cũng là một thương hiệu đến từ Nhật, rất là bền bỉ. Bác chủ thì có trang bị thêm cái phần lưới tản nhiệt này, ốp mạ chrome này, nhìn nó rất là khỏe xe nhé. Đấy, rồi đi vào bên trong nội thất xem chiếc xe này này. Nhìn đây thì chúng ta biết là xe thì vẫn là chìa khóa cơ thôi, bởi vì đây nó là một chiếc xe số sàn, trang bị hệ thống điều hòa cơ. Đấy, tuy nhiên này anh chị có thể thấy này, trang bị màn Android cam nồi cam 360 đầy đủ rồi, có trầm đàng hoàng nhá. Đấy, bác chủ này rất chịu đầu tư cho xe của mình luôn, và đặc biệt là một bộ ghế da rất đẹp, ghế da hai màu, ghế da hai màu nhá, và còn rất là mới này. Đấy, bác chủ là lắp từ mới nhé, bộ ghế da lắp trong hãng luôn này. Đấy, từ mặt ghế đến lưng ghế, và kể cả là chiếc ghế lái này luôn này, một chiếc ghế mà hay là ngồi nhiều nhất đúng không ạ. Xe thì trang bị hai túi khí phía trước thôi, còn đây là táp lô của xe này. Đấy, không vết xước nào đâu ạ, không vết xước. Và bác chủ thì dán cái giả gỗ này này, nhìn nó nâng cái nội thất của xe lên rất nhiều. Đấy, nâng rất nhiều nhé anh chị nhé. Đây, nhựa này, kể cả là táp ni luôn. Đấy, anh chị thấy không ạ? Kết hợp giữa da, nhựa và dán giả gỗ. Táp ni thì bác chủ giữ được cũng còn khá là đẹp luôn anh chị ạ. Thứ nhất là nó không bị xước, và cái thứ hai nữa là những cái phần này, da riếc này, nó không bị bợt, không bị bong nhé. Mép cửa đây. Đấy, lòng sơn thì nó không bị ố màu đâu. Không bị ố màu. Ốp bậc lên xuống chống xước đầy đủ rồi. Và nếu mà anh chị có lo lắng về cái việc là xe có ngập nước hay không, đến xem xe anh chị sờ xuống cái sàn này, một cái sàn nỉ còn khô răng anh chị ạ. Đấy, có trang bị sàn 3D rồi, và tấm sàn nỉ theo xe thì vẫn còn zin. Ốc bản lề đây. Đấy, và đặc biệt đó là cái lòng sơn bên trong nhá. Ổ khóa này. Đấy, nắp giảm chấn đầy đủ rồi. Đi thì em thấy đi cũng khá là luật. Đương nhiên rồi, đối với những chiếc xe mà trang bị động cơ như 1.5 thì khi mà chúng ta chở đủ tải lên dốc thì đương nhiên là cảm giác nó sẽ hơi yếu một chút, nhưng mà nó chỉ là cho những cái bản số tự động thôi, còn số sàn thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được anh chị ạ, hoàn toàn chủ động được về việc là chúng ta và sử dụng số đúng theo giải tốc độ, đúng theo cung đường. Hàng ghế thứ ba thì gập một chạm, hàng ghế thứ hai anh chị ạ, đấy, gập một chạm và di chuyển sang hàng ghế thứ ba. Đương nhiên thì ngồi hàng ghế thứ ba thì hai người ngồi thì cũng khá là thoải mái thôi. Cái đầu gối thì nó sẽ cảm thấy nó hơi chật một chút nhá. Người Á Đông thì không sao. Đấy, da thì đẹp rồi,
kể cả là hàng ghế thứ ba luôn ạ. Đấy, và phần nhựa này. Đấy, phần nhựa nhá, cũng còn giữ được khá là tốt. Đây, ổ khóa này. Mới lắm anh chị ạ. Bác chủ rất là cẩn thận nhé, dán ni lông chống xước là từ phần trên này xuống này. Đấy, ốp bật lên xuống chống xước này. Đấy, nòng sơn thì còn đẹp. Mép cửa cũng vậy nhé. Quan trọng là nó rẻ nữa, chúng ta được một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Đây, hàng ghế thứ hai ra này. Đây, hàng ghế thứ hai nhé, có thể trượt lên một chút. Ngồi hàng ghế thứ hai thì vẫn rất là thoải mái rồi anh chị ạ. Và da này còn mới lắm, phải nói là bác chủ trang bị cho mình bộ ghế da này rất là đẹp luôn. Xe nắp full đồ, anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi, bởi vì chiếc xe này một dàn lốp mới, đúng không ạ? Rất hợp lý anh chị ạ. Và đặc biệt đó là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ loanh quanh khoảng 7 lít trên 100 km thôi. 7 lít anh chị nhé. Anh chị nào mà lái khéo hơn thì có thể là nó sẽ ít hơn. Đấy. Và cái tầm tiền chưa đến 400 triệu thì cũng rất ít những cái lựa chọn để tối ưu như chiếc xe này. Dưới 400 triệu thì anh chị có thể mua Innova 2016, nhưng mà Innova phong cũ đấy, 2016. Tuy nhiên thì Innova thì nó sẽ khỏe hơn thì đương nhiên rồi, bền hơn thì đương nhiên rồi, nhưng mà nó sẽ gì ạ, tốn nhiên liệu hơn. 9 đến 10 lít trên 100 km anh chị nhá. Đó. Chiếc xe này thì tiết kiệm hơn rất nhiều. Đời cao hơn. Đó. Cả 4 top ni đều giữ được sạch đẹp. Gương chiếu hậu ngoài thì chỉnh điện thôi, chưa gập điện anh chị nhé. Đây, phần tắp ni cửa dưới này, mép cửa này, anh chị thấy không ạ? Rất là ok luôn. Kể cả những cái phần khe kẽ nhé. Phục bậc lên xuống này. Nhựa ghế này, ghế chỉnh cơ thôi anh chị ạ. À, nhựa thì giữ được rất sạch đẹp. Bản này hai bên đều zin hết chị ạ. Ghế người lái này, đấy, kể cả nằm má ghế luôn nhé. Đấy. Trang bị thì không có gì nhiều đâu, cái chiếc xe này thì chủ yếu là bác chủ độ thêm nhiều đồ thôi. Đây là chân côn và chân phanh anh chị nhé. Nhìn như này thì anh chị biết chắc chắn là một chiếc xe chạy 8 vạn chuẩn này, đúng không ạ? Chân côn và chân phanh, cái mặt chân côn chân phanh nó còn dày này, kể cả là mặt chân ga luôn. Vô lăng thì không có gì, dành cho một chiếc số sàn. Lái điện thì nhẹ nhàng thôi anh chị ạ. Chìa khóa cơ thôi. Đấy, có trầm này, nắp trầm này, màn Android này, đúng không ạ? Đấy, cam 360 đầy đủ luôn. Rất là chịu khó trang bị cho xe của mình. Vô lăng thì zin thôi, khóe vô lăng còn đẹp này. 8 vạn thì cái đồ Nhật này nó vẫn còn đẹp lắm anh chị ạ. Đây này, khóe vô lăng nguyên sần này. 8 vạn 7 anh chị nhá. 8 vạn 7 xịn luôn. Vừa thay dàn lốp thứ hai. Đấy, một chiếc xe trang bị full đồ rồi. Về anh chị chỉ việc sử dụng thôi, đúng không ạ? Củ số thì bác chủ bọc rồi. Rồi, đến khoang động cơ anh chị ạ. Đây, tổng thể nội thất này. Em thấy cũng là rất là ok. Rất là ok cho một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Cửa đóng cũng rất là khá là chắc luôn đấy. Suzuki Etiga. Máy thì cái máy thiết kế khá là nhỏ, trang bị 4 máy anh chị nhá.
Máy chiếc xe này thì zin từ dàn cò đây rồi, anh chị hoàn toàn an tâm nhé. Da máy thì còn đẹp này, đấy, khô răng luôn, chưa có một vết gì đâu. Máy số zin này, đấy, côn zin nhé, côn zin anh chị ạ, chưa thay côn đâu, vì xe chạy chuẩn 8 vạn thì chưa thể thay côn được anh chị ạ. Cabo này chỉ có cái là em đánh giá là cái máy của dòng Suzuki này nó khá là bé, nhìn nó cái khoang động cơ nó không được đầy, cộng thêm là xe nó cái máy nó chưa có lắp máy cái nắp nhựa đấy. Còn đây là phần đầu này, rằng riếc này thì zin hết rồi, cụ này, cabo này. Đấy, nhưng quan trọng máy số zin và zin từ dàn cò, côn zin chưa thay. Đấy, dòng này cũng rất là bền nhé, xe trang bị 4 máy không phải 3 máy đâu mà, nên anh chị không phải lo nó yếu đâu. Và đương nhiên nó vẫn phải yếu hơn những cái xe mà 2.0 đúng không ạ, nhưng mà 7 chỗ ngồi đối với một chiếc xe số sàn, anh chị đi những cái khi mà chở đủ tải hoặc lên dốc thì anh chị có hoàn toàn có thể chủ động về số để về tăng tốc và đi hơn là số tự động đúng không ạ. Đấy, và đặc biệt quan trọng là chiếc xe này giá nó rất là hợp lý anh chị ạ. Hiện tại chiếc Etiga số sàn xe đi được hơn 8 vạn và trang bị full đồ này. Đấy, bao gồm một dàn lốp mới tinh này, màn Android Cam 360 trầm chét đầy đủ. Bên em đang chào bán chiếc xe này sản xuất vào năm 2019 anh chị nhé, một chủ từ đầu biển Hải Dương, với giá là 385 triệu thôi anh chị ạ. Chỉ có 385 triệu cho một chiếc xe đời cao 2019 7 chỗ ngồi. Và giá trên thì hoàn toàn là bên em bao rút hồ sơ và giá cả có thể thương lượng được. Hoàn toàn thương lượng được anh chị nhé, 385 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và giá cả có thể thương lượng được. Anh chị đang có nhu cầu thì em mời anh chị qua bên em để xem xe và lái thử xe trực tiếp. Có địa chỉ là tại Xe Đẹp Hải Dương, số 8 Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương anh chị nhé. Rất 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 nhiều xe anh chị ạ. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.